Thưa quý vị, các cụ ta xưa đã dạy rằng của cho không bằng cách cho. Thứ ta cho đi có thể giá trị chưa cao, nhưng nếu phù hợp với hoàn cảnh và kèm theo tấm lòng, sự chân thành, thì của cho đó sẽ trở nên quý giá. Đến với quán cơm Không Đồng Yên Vui nằm ngay sát bệnh viện Ca Tân Triều, chúng ta sẽ cảm nhận thêm về điều đó. Như mọi ngày, cứ tầm 5 giờ chiều là quán cơm Yên Vui bắt đầu tấp nập. Khách đến quán ăn phần lớn là người nhà của bệnh nhân bệnh viện ca gần đó. Dù là lần đầu hay là khách quen cả năm, nhưng ai cũng như ai đều cảm thấy ấm lòng với bữa cơm Không Đồng ngon miệng và được phục vụ chu đáo. Bà con, những người mà phải đi bệnh viện thì thường là những bà con mà ở vùng sâu, vùng xa, với điều kiện kinh tế sẽ rất là khó khăn và eo hẹp. Bên cạnh đó thì với những người nhà bệnh nhân và bệnh nhân viện ca thì hoàn cảnh lại thực sự là khó khăn, nên chúng tôi chọn một địa điểm ở đây. Theo anh Nguyễn Cao Sơn, chủ nhiệm quán cơm Yên Vui, việc chọn lựa địa điểm ngay sát bệnh viện ca không gì khác ngoài tiêu chí đúng và trúng. Đúng là đúng nơi cần, còn trúng là trúng đối tượng. Chúng tôi rất là biết ơn mà coi như là công sức của các bác này, tiền nong các cái là phải bỏ ra nhiều. Quán Yên Vui đã phục vụ tất cả bà con ở trong bệnh viện chúng tôi là để ăn cơm hàng ngày để cho nó có sức khỏe để nuôi bệnh nhân. Nếu mà người nhà hay người bệnh nhân mà đi bệnh viện như thế này mà chi phí để ăn uống ở bên ngoài thì mỗi một ngày rất là tốn kém. Đấy, khi tinh thần của bếp Yên Vui được hỗ trợ với toàn thể bà con, bệnh nhân các thứ để đến chữa bệnh, để giảm cái chi phí nền kinh tế của người bệnh. Cũng theo anh Sơn, mặc dù là quán cơm Không Đồng nhưng quán vẫn đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống. Làm như thế để việc mua bán, tiếp nhận lương thực được danh chính ngôn thuận, đảm bảo được các yêu cầu về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Với trên dưới 200 suất ăn phục vụ mỗi ngày, công việc sơ chế bếp núc của Yên Vui Tân Triều đã thu hút được sự tham gia chung tay của cộng đồng, già có, trẻ có, và đều hướng tới một ý nguyện giản đơn. Bắt đầu có cái quán này là bà tham gia. Trước đây là bà làm thường nguyện, bây giờ anh Sơn anh bảo là chung quán. Đấy, bà làm đi, vui bà làm thôi. Đấy, bệnh nhân nhiều thì bà phục vụ bệnh nhân. Với theo ý muốn của bà, tâm nguyện của bà là phục vụ người khổ. Là em muốn tham gia để góp sức mình của mình và cũng như kêu gọi tất cả các bạn bè cũng như cộng đồng cư dân của em cùng đóng góp về sức lực, công sức cũng như là về mặt rau củ quả vật chất để góp vào những bữa cơm 2.000 đồng này ạ. Là quán cơm từ thiện thứ 15 trong cả nước và là quán thứ 2 trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến nay Yên Vui Tân Triều đã duy trì hoạt động được hơn 1 năm rưỡi. Cái mong mỏi lớn nhất của Yên Vui là có thêm được những tấm lòng hảo tâm chia sẻ để có điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng bữa ăn phục vụ cho bà con nghèo khó. Chúng tôi thì rất mong mỏi có thêm những bàn tay từ là những người tình nguyện viên có thể đến cùng chúng tôi làm những suất cơm an lành cho bà con. Những nhà hảo tâm có thể đóng vài cân gạo, vài mớ rau, mỗi người chung tay một chút thì quán cơm tự nhiên sẽ đầy đủ, tự nhiên sẽ sung túc. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bữa cơm mà Yên Vui đang phục vụ hàng ngày đang lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Rằng đây đó trong xã hội vẫn còn có không ít những tấm lòng hảo tâm, những việc làm ý nghĩa để cuộc sống vơi bớt đi những nhọc nhằn lo toan của nghèo khó.